Do đó cho nên là trong buổi hôm nay tôi muốn trao đổi với các bạn về việc là chúng ta vạch mặt một số các âm mưu trong buổi biểu tình mà chúng đang dự định sẽ tổ chức vào ngày mai và ngày mốt, tức là ngày 16, 17 tháng 6 năm 2018. Trong đợt này, sáng nay tôi nhận được một số thông tin cũng rất là nóng, đó là trong đợt hoạt động lần này chúng sẽ sử dụng một thuyết âm mưu, đó là vào ngày 16 và 17 thì bọn phản động đã có chuẩn bị tổ chức, đó là may sẵn quần áo của cảnh sát cơ động giao và cả cảnh sát giao thông, rồi giả dạng làm an ninh trà trộn vào hàng ngũ, ngay cả việc dùng dao nhọn hay dao găm tấn công chính đoàn biểu tình để làm loạn lên đoàn biểu tình, qua đó kích động người dân dùng bột ớt, bơm xăng tấn công và cướp vũ khí của các cảnh sát cơ động, của các cơ quan chức năng. Thứ hai đó là tôi hy vọng rằng, tôi khuyến cáo với bà con cũng như bà con nhân dân thế này, đó là đây là một cái thuyết âm mưu với cái mong muốn bạo loạn. Cho nên là bà con cần phải có một cái sự tỉnh táo, nhận định rằng các đối tượng kích động chúng ta ra biểu tình nhưng chính chúng là những kẻ sẽ tấn công chúng ta để tạo ra tiếng vang, tạo ra sự kích động lớn hơn bằng việc chúng tổ chức cướp cả vũ khí của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự. Do đó bà con ngay lúc này chính là đối tượng nguy hiểm nhất. Chính bà con là những người đang dự định tham gia vào cuộc biểu tình của ngày mai sẽ là những người rất nguy hiểm, bởi vì chính chúng sẽ tấn công chính bà con để tạo cớ cướp vũ khí của cơ quan chức năng và những người giữ gìn trật tự, an ninh trật tự trong ngày mai. Như thế cho nên tôi xin cảnh báo và khuyến cáo với bà con là tránh xa tất cả các đoàn biểu tình vào ngày mai để đảm bảo an toàn cho chính bản thân của mỗi người chúng ta. Chúng ta là những người yêu nước, tất cả mọi người dân Việt Nam chúng ta đều yêu nước, chúng ta đều muốn thể hiện cho mọi người biết được rằng cái quan điểm chính trị của chúng ta về từng vấn đề của xã hội, cho nên chúng ta cũng muốn bước ra đường nói lên tiếng nói của mình, tạo nên một cái làn sóng sức mạnh tập thể để chính phủ nghe thấy mà có sự điều chỉnh trong cái quản lý xã hội của mình, điều chỉnh chủ trương chính sách trong quản lý xã hội của mình tốt hơn, làm hài lòng hơn cho nhân dân. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng nên để kẻ khác lợi dụng chính chúng ta để trục lợi chính trị và trục lợi về kinh tế. Tôi thấy trong suốt thời gian qua một bộ phận chúng ta bị lợi dụng rất nhiều nhưng không biết chúng ta đã tạo điều kiện cho bọn phản động trong và ngoài nước có thêm nguồn thu nhập. Chúng chiếm chệ được hưởng lợi từ chính những món tiền mà chúng nhận được từ các tổ chức phản động. Bà con có thể biết, ví dụ như nó có thể nhận được cho bà con là mỗi một người đi biểu tình là 1 triệu đồng một người. Theo như tôi được biết nha, thì mỗi một người là được đi biểu tình sẽ được là 1 triệu đồng cho một người. Tuy nhiên thì khi phát ra cho bà con thì nó chỉ phát cho mỗi người từ 200 đến 400 nghìn đồng. Như vậy chỉ ngồi chiếm trệ chúng đã hưởng lợi trong đó 600 nghìn đồng tới 800 nghìn đồng. Chúng ta đi biểu tình là để thể hiện quan điểm chính trị của mình, thể hiện cái sự tâm tư của chúng ta với tình hình của đất nước. Chúng ta cho rằng đất nước chúng ta đang có những cái nguy cơ do những quyết sách chưa đúng của chính phủ. Tuy nhiên do chúng ta còn hạn chế về điều kiện, không thể tiếp cận được với các nguồn thông tin chính thức, chính thống. Ví dụ như khi nói về luật đơn vị hành chính đặc khu kinh tế, tôi xin phép với các vị rằng là chưa có bà con nào đã và đang có điều kiện tiếp cận với các dự luật này để có thể tham hiểu thực tế như thế nào để mà bày tỏ quan điểm và ý kiến. Tôi ví dụ như ở trong văn bản văn kiện về việc tổ chức cho đặc khu kinh tế thì mọi người đều bảo rằng là cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Trên thực tế khi xem qua dự luật này tôi chưa bao giờ thấy có từ Trung Quốc nào ở bên trong đó. Và điều thứ hai nữa rằng
Ngay cả một số vị đại quốc hội khi diễn giải câu từ cũng đang cố gắng làm méo méo đi ý nghĩa của nó. Ví dụ, vị đại biểu quốc hội có tên Trương Trọng Nghĩa đã từng nói việc cho thuê đất 99 năm là một hình thức nhượng địa. Xin thưa, đây là việc suy diễn quá mức, tạo nên dư luận xấu, tạo nên cái hậu quả của những cuộc biểu tình trong nhiều ngày qua. Thứ nhất, cho thuê và sang nhượng là hai vấn đề khác nhau. Cho thuê rất khác với nhượng đất. Nhượng có nghĩa là sang nhượng. Chúng ta cho thuê nghĩa là chúng ta có nhu cầu để cho thuê. Rõ ràng chúng ta không đủ điều kiện để tổ chức sản xuất kinh doanh một số mô hình kinh tế đặc thù. Vì vậy chúng ta cần sự đầu tư của nước ngoài, của quốc tế về những lĩnh vực mà họ đã có kinh nghiệm tổ chức. Và qua đó chúng ta cũng học hỏi kinh nghiệm của họ. Từ việc chúng ta đưa ra cái thời hạn thuê đất dài là để mong muốn họ có thời gian nhiều hơn để đầu tư cho chúng ta. Và chúng ta là những con người được hưởng lợi từ bên trong nó. Việc đưa ra tất cả những cái yếu tố bất lợi để chúng ta bàn bạc, để chúng ta tìm ra giải pháp thích hợp, để chúng ta có được một dự luật, một luân lệ khi đầu tư cho nước ngoài đầu tư vào nước ta ở một vùng đặc biệt gọi là đặc khu kinh tế, đó là cái việc đúng. Tuy nhiên, việc suy diễn quá mức của một số vị đại biểu quốc hội đã tạo nên sự hiểu nhầm và tạo nên làn sóng biểu tình một cách hết sức ngu ngốc. Tôi cho rằng là ngu ngốc bởi chúng ta không hiểu việc chúng ta làm. Chúng ta hoàn toàn không hiểu việc chúng ta đi biểu tình làm việc cái gì, có chính xác chưa. Vì điều đó cho nên tôi hy vọng là để trước khi chúng ta làm điều gì thì cũng cần phải biết được điều đó như thế nào. Và một điều mà tôi muốn nói với các bà con và khuyến cáo các bà con, đó là dân Việt Nam chúng ta có một thói quen rất lạ kỳ. Đó là cứ ở đâu có hỗn loạn là chúng ta sẽ chúm đầu vào đó để xem, để nghe, để ngóng, để thể hiện cái tinh thần nhiều chuyện của chúng ta. Rõ ràng bà con rất hay đứng lại xem các vụ việc tai nạn giao thông, dùng điện thoại để quay lại nhưng không biết quay lại để làm gì. Một số người quay lại để tung lên mạng xã hội. Để làm gì? Để câu like và câu view, muốn nổi tiếng, muốn Facebook của mình nổi tiếng, muốn trang YouTube của mình nổi tiếng, muốn kiếm tiền. Một số người vô tâm với người đang bị tai nạn giao thông. Ở nước ngoài khi nghe một tiếng nổ thì người ta lập tức tìm nơi tránh né để đảm bảo an toàn cho bản thân. Còn khi chúng ta thì ngược lại, khi nghe tiếng súng, bà con lại chúm vào xem đó là việc gì. Đó là thể hiện tư duy thiếu an toàn. Dĩ nhiên, những người có trách nhiệm, những người có cái tâm với đất nước, khi thấy một cái sự việc, như thấy tai nạn giao thông, đến dừng xe lại và cùng với mọi người đưa người bị nạn đi cấp cứu, đó là một hành vi nghĩa cử tốt đẹp. Nếu các bạn không làm được điều đó, hãy cứ chạy xe tiếp tục, đừng gây ách tắc giao thông bằng cái việc mình nhiều chuyện. Và vì vậy cho nên là kế hoạch, một thuyết âm mưu của bọn phản động ở hải ngoại đang tổ chức ở đây, đó là chúng muốn tạo một cớ để gây bạo loạn bằng việc là chúng tố cáo nhân dân bị cảnh sát, công an, chính quyền tấn công. Thông qua việc tố cáo ấy, chúng tấn công ngược trở lại cơ quan công quyền. Vậy thì ai sẽ là con mồi trong cái việc bị tấn công này? Xin thưa, đó chính là bà con sẽ đi biểu tình vào ngày mai. Bà con chính là con mồi của bọn này. Kế hoạch đã có, cách thức hoạt động để chống chính quyền ngày mai đã có. Ngày mai, những người đi biểu tình là những người sẽ rất nguy hiểm, bởi vì chính bọn vận động kích động bà con đi biểu tình sẽ dùng dao để đâm bà con, sau đó tố chính quyền đâm để có cớ tấn công lại lực lượng giữ gìn an ninh trật tự vào ngày mai, gây hỗn loạn và gây tiếng vang trong cộng đồng quốc tế, để cộng đồng quốc tế lên tiếng cũng như là chống lại đất nước chúng ta, cấm vận kinh tế, rồi làm cho lòng dân xáo trộn. Bà con chắc chắn sẽ mất đi công ăn việc làm của mình trong ngày mai và còn những ngày tiếp theo. Tôi chắc chắn một điều rằng là thông qua
anh chị em công nhân đi biểu tình trong mấy ngày qua, một số công ty cũng đã có kế hoạch thôi việc cho anh chị em. Một số công ty cảm thấy đất của chúng ta không còn lành, cho nên chim không thể đậu được nữa, khả năng họ cũng sẽ dời công ty đi ở nơi khác. Vì vậy, cho nên khả năng nhiều người trong chúng ta sẽ mất việc làm vì sự ngu ngốc của chính chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể đề đạt ý kiến và nguyện vọng của mình thông qua việc ký đơn kiến nghị tập thể gửi cho đại biểu nhân dân của mình ở địa phương, ở các kênh đại biểu cử tri của ta ở địa phương. Đó chính là thái độ góp ý xây dựng đất nước một cách tích cực nhất, và là chúng ta tổ chức để cho đại biểu chúng ta hoạt động một cách hiệu quả nhất. Còn bây giờ bà con đi ra đường bị kích động vì vài trăm ngàn, bị xúi giục biểu tình cũng chỉ vì vài trăm ngàn, vậy thì liệu chúng ta có thể hiện tinh thần yêu nước hay không, hay chỉ là sự tham lam của chính bản thân chúng ta vì mấy trăm ngàn một ngày đó mà chúng ta đã tạo ra một sự thiệt hại to lớn cho chính đất nước mình, cho xã hội mình. Tôi thấy là trong mấy ngày qua, trước khi bà con tổ chức buổi biểu tình vào ngày 10 tháng 2, tháng 6 vừa rồi, thì Quốc hội cũng đã lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của bà con và đã dời lại việc thông qua dự luật về đơn vị hành chính đặc khu kinh tế, chưa phê duyệt dự luật này, và trên cơ sở đó đã dời lại theo đúng nguyện vọng của bà con. Thế tại sao bà con còn đi biểu tình? Có phải bà con đang bị kích động và bị người ta nhồi nhét thông tin rằng là cho Trung Quốc thuê 99 năm? Ở đây, một hình thức tất cả mọi đất đai ở trên lãnh thổ Việt Nam được luật đất đai của chúng ta quy định rất rõ ràng. Đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý. Và chính vì điều đó cho nên rằng là mọi đất đai đều ở trên lãnh thổ Việt Nam này đều là của toàn dân, và nhà nước là chỉ là đại diện chủ sở hữu. Và khi chúng ta tổ chức ra một vùng đặc khu kinh tế, ở trong đó có nhiều nước khác nhau, việc sử dụng đất phải đúng theo luật đất đai của ta. Sử dụng sai luật đất đai, chúng ta có quyền thu hồi. Do đó cho nên những cái kẻ nào đưa ra cái vấn đề là cho thuê 99 năm, cho thuê đất 99 năm là bán đất bán nước, chính là những kẻ đang xuyên tạc, bịa đặt và mị bà con nhân dân để kích động bà con nhân dân chống chính quyền. Mấy điều đó để các bà con thấy được rằng những kẻ đang thù ghét chế độ chúng ta, nó đang tận dụng triệt để sự thiếu hiểu biết của bà con, và cũng như nó đang tận dụng sự tham lam của một số người muốn kiếm vài trăm ngàn đi biểu tình để tổ chức gây náo loạn và trả thù đất nước chúng ta. Bao nhiêu năm chúng nó muốn trả thù, nhưng đây mới chính là cơ hội. Cho nên là bà con nhân dân hãy cố gắng đừng để mắc mưu cái bọn phản động muốn hại đất nước chúng ta, muốn hại bà con nhân dân. Về âm mưu ngày mai chúng đã có, và vô tình chúng ta cũng đã phát hiện ra cái thuyết âm mưu này. Bà con sẽ là con mồi của tất cả bọn này. Đó là ngày mai không biết ai trong chúng ta đang biểu tình, tự nhiên có người nào đó đâm chúng ta một cái và la làng lên, đó là công an đâm. Thế là nó tấn công lại lực lượng công an. Thế là sự hỗn loạn sẽ nổi dậy, và sự hỗn loạn đó sẽ gây thêm cái tổn hại nhiều hơn. Đó là khi nó hỗn loạn, nó tấn công lực lượng chức năng, thì chỉ lực lượng chức năng vì bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhiều người, người ta sẽ trấn áp. Và khi đó thì sự đau đớn còn nhiều hơn, và trật tự an toàn xã hội biến mất. Và tôi khẳng định với các với mọi người rằng, một khi trật tự xã hội biến mất thì chúng ta sẽ không còn gì nữa cả. Sự náo loạn đó chỉ đem đến đau thương cho chúng ta. Vì vậy cho nên là tôi hy vọng rằng bà con cần tỉnh táo và không bị sự lôi kéo của các cái thế lực nó đang có những cái hoạt động chống phá. Đó, và cái điều nữa đó là tôi xin thưa các bạn là tôi đã nhận được rất nhiều những cái danh sách, những cái danh sách gọi là các nhà đầu tư ở các cái khu vực đặc thù kinh tế người ta đăng ký vào đầu tư đấy.
Thì thưa các bạn, đó là Trung Quốc chỉ chiếm chưa tới 10% trong tất cả các vùng đặc khu kinh tế. Và vì điều đó cho nên là bà con cũng an tâm rằng cái việc mà nhận diện được kẻ thù phương Bắc mà nhà nước chúng ta là những người nhận diện và là những người có những cái hoạt động đề phòng đối với Trung Quốc một cách cứng rắn nhất. Nếu như chính phủ ta không nhận diện được Trung Quốc là kẻ thù thì chúng ta cũng không vất vả đàm phán với Trung Quốc để có được gần 2.000 cột mốc biên giới dọc Việt Nam và Trung Quốc. Việc đó đã tạo nên cơ chế rằng những vùng nào đã cắm mốc có nghĩa rằng ranh giới đã được phân chia, và vì vậy chúng ta chỉ việc làm một việc đối với Trung Quốc, đó là gì? Đó là nơi nào còn tranh chấp thì mới, nếu có tệ lắm có thể xảy ra chiến tranh thì chỉ xảy ra ở những nơi đó. Một điều nữa mà tôi được nhiều bạn trao đổi qua lại thời gian qua và chúng tôi nắm được một thông tin cũng rất là quan trọng, đó chính là có thể Hải Nam, đảo Hải Nam ở phía Nam Trung Quốc đang được đầu tư xây dựng thành đặc khu kinh tế Hải Nam. Và vì điều đó cho nên nếu như đặc khu kinh tế Vân Đồn cũng song song được thực hiện, như vậy sẽ cạnh tranh rất lớn đối với đặc khu kinh tế của Trung Quốc, đặc khu kinh tế Hải Nam. Do vậy cho nên việc một số người phản đối dự luật để thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn thì đây có khả năng một số người đang là lính đánh thuê cho một cái mà chúng ta có thể nói rằng đánh thuê cho Trung Quốc, hoặc là các vị đang vô tình ủng hộ cho Trung Quốc. Và cho nên chính vì vậy cho nên là tôi hy vọng rằng là tất cả mọi người chúng ta khi chúng ta có một số các cái hoạt động trên cái cộng đồng cũng như là chúng ta biểu tình để chúng ta đưa ra một cái quan điểm với chính phủ, với nhà nước, với mong muốn nêu lên tiếng nói của mình, thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ những cái việc, nắm rõ những cái nội dung mà chúng ta cần biểu thị cái ý kiến. Nhà nước vẫn cố gắng lắng nghe ý kiến của nhân dân và vẫn có những cái hoạt động lắng nghe và những cái hoạt động ở trên mạng xã hội như Facebook, như Google. Đây là một cái kênh mà tôi cho rằng là tiếng nói của người dân chúng ta cũng tương đối mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. Thế thì nhân dịp hôm nay tôi cũng nói với các bạn, ngay cả về cái luật an ninh mạng thì các bạn thấy đó, tất cả chúng ta sẽ mất đi an toàn trên không gian mạng, mọi người đều có thể bị lừa đảo, mọi người đều có thể bị sỉ nhục, mọi người đều có thể bị tấn công về tổn hại, về uy tín, về danh dự, về nhân phẩm, bao nhiêu thứ bằng cái việc là người ta sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc bịa đặt về con người, về tổ chức, về đất nước chúng ta. Thế thì cho nên là tạo ra một cái dự luật, tạo ra một cái luật an ninh mạng để hạn chế, để điều tiết lại các cái hoạt động của rất nhiều người ở trên mạng xã hội. Giờ này các bạn thấy đó, chúng ta xúc phạm người này, chúng ta tấn công người kia, chúng ta xuyên tạc bịa đặt, nhưng không có luật lệ để điều chỉnh, để xử lý, thì như thế mạng xã hội sẽ trở thành nơi không an toàn cho chính bản thân chúng ta, cho đất nước chúng ta, cho tổ chức chúng ta. Vì vậy cho nên là việc tổ chức ra một cái luật lệ là để mong muốn làm cho chúng ta tốt hơn. Tất cả các tôn giáo đều có luật lệ. Tại sao? Luật lệ làm cho mỗi người trở nên tốt hơn. Phật giáo thì có cái giới luật, Công giáo thì có giáo luật. Tất cả mọi cái đều có luật lệ để chúng ta căn cứ vào luật lệ ấy xây dựng con người ta ngày càng tốt hơn. Cũng thế, trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của cộng đồng, trách nhiệm của quốc hội chúng ta đó chính là tạo ra luật lệ để điều chỉnh, điều tiết lại hành vi của mọi người trong mối quan hệ xã hội, trong thực tế, trong đời sống hàng ngày và cả trên không gian mạng xã hội, để làm gì? Để mọi người chúng ta trở nên chuẩn mực hơn và tốt đẹp hơn, để chúng ta sống văn minh hơn. Mỗi con người chúng ta đều có bản chất riêng, bản năng riêng,
Và nếu ai cũng làm theo bản năng, có nghĩa là bản thân chúng ta sẽ giống như một con thú đang sống ở trong rừng, muốn làm gì thì làm theo bản năng. Do đó cho nên trong một cộng đồng xã hội, việc đưa ra một luật lệ để điều chỉnh điều tiết lại các mối quan hệ xã hội để mọi cái hoạt động xã hội của mọi người trở nên chuẩn mực hơn, tốt đẹp hơn, đó là thể hiện sự văn minh của một con người, văn minh của một cộng đồng người. Và một điều rất đặc thù nữa, đó là Việt Nam chúng ta là nước có luật an ninh mạng chậm trễ nhất thế giới. Nước Mỹ đã có luật an ninh mạng rất lâu rồi. Thư tín của người Mỹ, điện thoại của người Mỹ bị theo dõi hàng ngày. Điện thoại của Tổng thống Mỹ cũng bị nghe lén. Nước Đức cũng có luật lệ về an ninh mạng. Nói xấu lên, thử nói xấu lãnh đạo Đức xem, muốn khủng bố đất nước Đức thử xem. Chúng ta thấy ở Thái Lan xúc phạm quốc vương bị tội ở tù như thế nào, dùng mạng xã hội gây tổn hại đến uy tín của cá nhân, tổ chức và đất nước mà không bị xử lý. Thế thì ai cũng làm và ai cũng nói, muốn làm sao làm, thế thì loạn. Do đó cho nên là việc vạch ra những cái hoạt động mà tôi cho rằng nó không phải là thể hiện lòng yêu nước của bất kỳ một người nào khi mà bước xuống đường biểu tình vì luật này, vì luật kia trong mấy ngày nay, mà thực tế đây là một cái hoạt động mong muốn lật đổ chế độ. Các vị thấy đó, thời gian qua rất nhiều trang mạng trên Facebook, trên YouTube đã cổ suý cho một cái gọi là đệ tam cộng hòa, để gọi là tiếp nối cái đệ nhị cộng hòa đã cuốn gói ra đi vì không có tiền, vì Mỹ bỏ rơi, vì bị bức tử. Chỉ 55 ngày sau khi mà Mỹ nó rút khỏi, nó bỏ, nó không viện trợ, thì người đứng đầu nó Mỹ không viện trợ thì ta không chấm cộng nữa. Thế cho nên rằng cái sự trở lại của đệ tam cộng hòa mà nó mong muốn được thể hiện gần đây ở trên mạng xã hội là rất nhiều. Một người tên là Trịnh Du đã đăng trên tài khoản Facebook cá nhân của mình một thông tin rằng là ở Bình Thuận có hơn 200 người bị bắt vì biểu tình, và trong đó có 7 người bị giết chết, sau đó là công an sợ quá đi giấu xác. Tôi đặt vấn đề về thông tin này, đó là ủa tại sao biết? Nếu thực sự công an bắt được bao nhiêu người đó và giết 7 người, làm sao anh biết được? Người ta đã giấu làm sao anh biết? Để cho nên đây là một sự bịa đặt xuyên tạc để kích động người dân, để kích động thù hận. Và nhất là những thông tin mà tôi vừa nói đấy, có nghĩa là gì? Kế hoạch ngày mai đó là làm sao tổ chức cho bà con đi biểu tình, nhưng sau đó lại chính bọn chúng len lỏi vào đoàn biểu tình và tấn công bà con, dùng dao để tấn công bà con, để tổn hại đến tính mạng của bà con, tổn hại đến sức khỏe bà con, sau đó hô hoán lên nói là lực lượng chức năng, những người giữ gìn trật tự để làm. Xin thưa với bà con rằng là tôi rất tin tưởng vào lực lượng cảnh sát cơ động của đất nước chúng ta, và tôi khẳng định rằng là một có thể đánh 5 đánh 7 là chuyện bình thường. Thế tại sao 100 cảnh sát cơ động Bình Thuận lại vô cùng bị động trong cái đợt biểu tình vừa rồi của bà con ở Bình Thuận? Tôi xin khẳng định với bà con một điều rằng nếu thực sự họ sử dụng chính công cụ hỗ trợ, cũng như họ sử dụng đúng bản lĩnh của họ, những người được huấn luyện, thì tôi khẳng định nếu 1 đánh 5 thì 500 người có thể sẽ bị hạ gục trong vòng tích tắc. Thế tại sao họ lại chỉ đứng chịu đá? Họ luôn luôn cầm khiên và chống đỡ những cục đá của bà con chọn, thực tế đứng kế bên luôn, nếu thật sự muốn đập, đập ngay rồi. Có nghĩa là có một số người đứng cả kế bên cảnh sát cơ động, cầm đá đập vào cảnh sát cơ động. Trong các video chúng tôi thấy thế. Nếu như thật sự anh cảnh sát cơ động đang cầm cái cây đó, mà thật sự đối với cái con người đó, chỉ cần cảnh sát cơ động đập một phát một, tôi nói đảm bảo gục tại chỗ. Nhưng tại sao người ta vẫn không tấn công bà con mà chỉ cố gắng tự vệ? Đó là vì người ta thấy cái sự ngu dốt, và người ta được dạy rằng không tấn công vào nhân dân. Chứ bà con nghĩ đến khi bà con trở thành loạn dân thì nó khác rồi, vi phạm pháp luật là đập. Trong lúc bà con nóng giận, bà con đang nghĩ rằng là mình đi biểu tình để phản đối một dự luật nào đó có hại cho đất nước. Các chiến sĩ ta thấy, lãnh đạo ta thấy, cho nên mềm lòng với bà con, cho nên nhịn bà con, chứ không phải là người ta không biết, không phải là người ta không tấn công được. Do vậy cho nên bà con nên biết rằng
khi trở thành loạn dân, vi phạm pháp luật, thì công cụ của luật pháp sẽ trấn áp. Bởi đó là luật và luật phải được thi hành. Tấn công những kẻ loạn dân, những kẻ vi phạm pháp luật là để bảo vệ cho đại đa số nhân dân còn lại. Trong tuần vừa rồi, chúng tôi được biết rất nhiều kẻ biểu tình ở Bình Thuận không phải là công dân, người dân ở Bình Thuận, mà là dân ở một những nơi khác đến, và là những kẻ được thuê mướn đến để quậy phá, chứ không hề có một cái gọi là biểu tình để thể hiện quan điểm chính trị bảo vệ đất nước. Mấy điều đó để trao đổi với bà con, để bà con thấy được cái âm mưu thâm độc của những cái kẻ đang tổ chức biểu tình vào ngày mai và ngày mốt. Và nhất là chúng tôi thấy được một số người đang lợi dụng các cái hoạt động của các tôn giáo để tổ chức biểu tình. Đây là cái sự lên án. Và nhất là tôi lên án những kẻ lợi dụng trẻ con, trẻ em đi biểu tình. Đây là một cái hoạt động mà tôi cho rằng là vi phạm pháp luật. Chẳng những thế mà còn là vi phạm luật pháp quốc tế, công ước về quyền trẻ em. Một số kẻ, tôi xin nói thẳng một điều luôn, đó chính là Giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua đã lợi dụng trẻ em đi biểu tình khá nhiều. Đây là vi phạm về công ước về quyền trẻ em. Và xin thưa với bà con rằng trong hội đồng nhân quyền và hội đồng cơ quan bảo vệ chăm sóc trẻ em quốc tế, Vatican, Giáo hội Công giáo Roma không phải là thành viên của hội đồng này. Và trong một buổi họp của Liên Hiệp Quốc về vấn đề quyền trẻ em, đại diện của Tòa Thánh Vatican tại Liên Hiệp Quốc đã bị đuổi khỏi phòng họp. Do vậy cho nên là bà con phải cẩn thận rằng con em của mình đang là giáo dân của giáo xứ, đang bị kẻ khác lợi dụng để hoạt động chính trị. Vì vậy cho nên để đảm bảo an toàn cho trẻ con, đảm bảo an toàn cho con em của mình, tôi đề nghị bà con không mang trẻ em, con em của mình tham gia vào việc biểu tình bất kỳ hình thức nào. Bởi điều đó làm tổn hại đến tâm lý của các em. Các em không biết gì cả. Xin thưa rằng các em hoàn toàn không biết gì cả. Mấy điều đó để cảnh giới, và chúng ta cảnh giới, cảnh báo với nhau. Bà con cũng cần phải biết được rằng chúng ta cũng cần phải biết được rằng là cái việc biểu hiện, biểu thị quan điểm của mọi người là tốt. Nhưng chúng ta, nếu chúng ta không biết việc mà chúng ta đang nói, không biết việc mà chúng ta đang làm, biểu thị nhưng lại biểu thị một cách sai lầm, sẽ gây tổn hại cho đất nước. Cho nên là tôi hy vọng bà con trên cơ sở chúng ta cũng nắm lại thông tin, những cái việc mà chúng ta chuẩn bị là ngày mai tôi đi biểu tình nè, là để tôi thể hiện quan điểm, ý chí, nguyện vọng của tôi về vấn đề ABC gì nè, và tôi hy vọng rằng đó là chính phủ nghe, chính quyền nghe. Nhưng mà ở đây là tôi hiểu vấn đề đó như thế nào. Tôi chưa hiểu gì cả, tôi chưa biết gì cả. Cái gì mình chưa biết đừng tham gia. Và nhất là hiện tại tôi báo với bà con đã có âm mưu rồi. Ngày mai là chính bà con sẽ là con mồi của cái nhóm đang kích động bà con biểu tình. Nó sẽ tấn công bà con, giết hại bà con, rồi đổ lỗi cho chính quyền. Đây chính là hoạt động của chúng. Và chúng đã đăng những video clip lên là chúng huấn luyện người ta dùng bơm xăng như thế nào để tấn công vào lực lượng chức năng, rồi sau đó đổ lỗi cho bà con, rồi cuối cùng cơ quan chức năng buộc phải tự vệ và tấn công ngược lại bà con. Thế là gây ra sự hỗn loạn, náo loạn xã hội để chúng trục lợi. Trong khi chúng nhỏ giọt tiền cho bà con, mỗi người chỉ được hưởng vài trăm ngàn, nhưng chúng lại có hàng ngàn đô la. Chúng lợi dụng bà con để kiếm tiền. Cho nên các bạn cần phải nói được, chúng ta cần phải biết được rằng là tại sao tiền ở đâu mà nó có. Một bạn ở Bình Thuận đã báo cho tôi biết được rằng là vào ngày 10 vừa rồi, khi một đoàn biểu tình tấn công vào lực lượng chức năng thì một số cảnh sát cơ động đã bị thương
và bà con nhân dân ở Bình Thuận đã tổ chức đưa những người bị thương, những cảnh sát cơ động bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng một điều rất là ngặt nghèo đó là có một nhóm người móc một sấp năm trăm mình ra yêu cầu bà con Bình Thuận đánh chết hoặc bỏ mặc những cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương. Thế mục đích của chúng là gì? Bà con có hiểu là mục đích của chúng là gì không? Khi chúng bỏ tiền ra để yêu cầu bà con giết người. Rất may là bà con đã tỉnh táo và không cần tiền của chúng. Một điều nữa là có một vụ tai nạn giao thông. Bạn này đã kể cho tôi nghe là có một thanh niên bị tai nạn giao thông. Và khi cảnh sát cơ động đến để đưa thanh niên đi cấp cứu, có nghĩa là người ta đến, người ta xem xét tình hình và kêu gọi mọi người cùng nhau đưa đi cấp cứu, thì một người trong nhóm biểu tình, nhóm người đã đi kích động biểu tình ấy, đã nêu ra, đã la làng lên nói cảnh sát đánh dân, cảnh sát giết dân. Và người này chạy đi khắp mọi nơi để la lên là cảnh sát cơ động giết dân, đánh dân, giết dân, đánh dân, đi tuyên truyền kích động bà con nói rằng cảnh sát cơ động đánh dân. Và thông qua cái việc đó thì ngay lập tức bà con sẽ nóng nảy lên, bà con sẽ quay qua tấn công vào lực lượng. Nhưng lúc đầu bà con đi biểu tình là ôn hòa cơ mà. Thế cho nên tôi mới nói lúc đó tôi xin kể thêm, đó là rất là nhiều người chứng kiến sự việc, người ta đã cố gắng giải thích cho mọi người hiểu rằng người này bị tai nạn giao thông chứ không phải liên quan tới ai đánh cả. Nhưng mà những người kia đã trấn áp ngược trở lại và hăm dọa những người đang cố giải thích. Đây là một hoạt động có chủ mưu chủ đích, muốn làm xáo trộn xã hội chúng ta, muốn kích động giữa người dân và chính quyền, chia rẽ người dân và chính quyền với nhau. Tôi nói nếu thực sự mà cảnh sát cơ động với bản năng bản lĩnh của họ, một đánh năm đánh bảy là chuyện bình thường, đừng có nói với tôi là kéo nhau mấy trăm người ra đó. Cảnh sát cơ động có đủ điều kiện để xử lý tất cả những con người đó trong vòng tích tắc. Người ta được huấn luyện, người ta được trang bị công cụ hỗ trợ, người ta muốn làm tới cái gì nữa kìa. Nhưng mà bởi vì người ta biết được chúng ta đang bị lợi dụng nên người ta cảm thương chúng ta, người ta cũng biết rằng chúng ta cũng vì lòng yêu nước, cũng muốn biểu hiện quan điểm ý chí, cho nên người ta mới nhịn chúng ta. Cho nên là bà con cần phải biết rõ âm mưu của kẻ địch là nó đang lợi dụng bà con. Và ngày mai bà con mới chính là những con người sẽ bị tấn công, mà chính chúng là những kẻ tấn công bà con, chính chúng là những kẻ sẽ tấn công bà con và đổ lỗi cho lực lượng chức năng giữ gìn trật tự đấy. Những điều này để cho thấy rằng kẻ thù luôn ở xung quanh chúng ta và chúng luôn muốn tổn hại đến xã hội chúng ta. Như bà con xem nãy giờ trên cái live stream của tôi, bà con sẽ thấy rất là nhiều những cái comment của những cái kẻ chống đối, của những cái kẻ mà đang kích động hận thù biểu tình. Bà con hãy xem chúng nó muốn làm gì tôi nãy giờ, bà con hãy xem nó muốn tấn công nhân dân. Nếu tôi là một người có quyền tự do ngôn luận thì tôi có quyền nói, anh có quyền nghe, anh không nghe, anh có quyền đi. Thế nhưng nó vẫn ở đây, nó cố gắng hăm he dọa nạt tôi. Cho nên bà con phải thấy được rằng bọn chúng chẳng có yêu quê hương đất nước, chẳng yêu nhân dân, cũng chẳng đấu tranh vì tự do ngôn luận của bà con để mà phản đối luật an ninh mạng. Chúng chỉ muốn một mình chúng nói, chúng chỉ muốn kích động bà con để đạt được cái mục đích của chúng là lật đổ nhà nước, lật đổ chế độ. Nhưng xin thưa bà con rằng đó là nằm mơ. Nhân dân chúng ta cùng với đảng, cùng với nhà nước Việt Nam, cùng với đảng Cộng sản Việt Nam bao nhiêu năm nay gắn bó, đoàn kết, xây dựng đất nước. Sự tồn tại đất nước chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua đó là gì? Đó là chúng ta nhờ vào sự đoàn kết mà vượt qua được mọi khó khăn, từ khó khăn kinh tế đến khó khăn về chính trị. Nhờ sự đoàn kết của bà con, nhờ sự đoàn kết của bà con với Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng sau lưng Đảng Cộng sản Việt Nam, và cùng với nhau chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thời điểm khó khăn nhất. Sau chiến tranh chúng ta làm gì? Chúng ta bị cấm vận, chúng ta chỉ mới có hơn 20 năm để phát triển.
mà là chúng ta đã phát triển tươi đẹp như thế này. Dĩ nhiên là ở vùng miền khác nhau, điều kiện kinh tế, điều kiện phát triển xã hội khác nhau, thì chúng ta cũng không có được cái sự phát triển đồng đều. Nhưng mà đảng và nhà nước cũng đã cố gắng lo lắng cho bà con một cách tốt nhất, không để cho bà con đói, không để cho bà con không có cái mặt, và là luôn luôn chăm sóc bà con nhân dân bằng các luật, bằng bảo hiểm xã hội, bằng bảo hiểm y tế, bằng việc tìm việc làm cho chính bà con. Nhưng mà trong những ngày vừa qua, chính bà con nhân dân bị người khác kích động. Các bạn công nhân hãy trả lời cho tôi xem là các bạn có phải là những người thích nghỉ việc nhất không? Các bạn làm việc ở công ty, các bạn bị quản đốc, các bạn bị mấy tổ trưởng, tổ phó nó chèn ép sắp xếp công việc các bạn chỗ này chỗ kia, chưa hợp lý các bạn cự nữ nó. Thế là cái tâm lý lúc nào cũng muốn chống lại công ty của mình. Để làm gì? Đó. Luôn luôn muốn là làm sao cho nó nghỉ việc bữa đi. Sẵn có giờ đợt này tụi nó đi biểu tình là mình cũng biểu tình theo luôn, để công ty buộc phải cho mình nghỉ việc, mà mình không bị ảnh hưởng gì tới đồng lương cả. Các vị đâu biết rằng trong quá trình kích động người ta có thể đập phá cả công ty, thế là các vị mất việc và đói. Mất việc là đói. Cái tâm lý của công nhân là luôn luôn muốn nghỉ việc. Lúc chưa có việc thì giác đơn đi xin việc năn nỉ hết công ty này tới công ty kia, tháng này qua tháng nọ. Nhưng khi có công ăn việc làm rồi thì lại tâm lý muốn nghỉ việc xuất hiện. Sướng quá nên quá rồi, đúng không anh chị em công nhân? Cũng vậy, sống trong một đất nước chúng ta chỉ có một cái nhà nước duy nhất với một đảng cộng sản lãnh đạo duy nhất, thì chúng ta có chửi thì cũng chỉ chửi được đảng cộng sản Việt Nam mà chửi nhà nước Việt Nam, đúng không các bạn? Điều đó đúng. Các bạn có quyền bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề chính trị, về vấn đề chính sách chủ trương, đúng không? Các bạn có quyền đề đạt quan điểm của mình bằng việc nóng nảy, dùng từ ngữ thô tục cũng được, nhưng mà đảng và nhà nước chắc chắn lắng nghe. Và trong quá trình quản lý dĩ nhiên nó sẽ xuất hiện ra những con sâu, nó còn xuất hiện ra những cái chủ trương chính sách nó chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh. Anh chị em nóng nảy chửi bới chút đỉnh, người ta lắng nghe, người ta điều chỉnh để phát, để xã hội này nó ngày càng tốt hơn. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn còn lãnh đạo đất nước Việt Nam thì dĩ nhiên sẽ không bao giờ phản bội nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam còn muốn lãnh đạo đất nước Việt Nam thì phải làm cho đất nước Việt Nam này ngày càng tươi đẹp hơn. Do vậy cho nên anh chị em nào nói là Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước, đó là nói ngu. Bởi khi nói họ bán nước có nghĩa là họ không muốn lãnh đạo đất nước này nữa. Đúng không anh chị em công nhân, đúng không bà con nhân dân? Đấy, bà con thấy đấy. Khi nói về vấn đề luật lệ, khi nói vấn đề này trong mấy ngày nay, một số người lên trên mạng xã hội và nói với tôi rằng đó, ở đất nước này người ta tham nhũng nhiều quá, đất nước này người ta này nọ, gọi là tôi, mà chúng tôi gọi cái đó là cái là tổ lái. Các bạn biết không, tại sao từ cái việc dự luật về đầu tư, về đơn vị hành chính, rồi dự luật về an ninh mạng, người ta lại lái sang cái chuyện về gì, cãi lộn không lại, lý luận không lại, người ta lại chuyển sang cái vai cái gì? Chuyển sang cái nội dung đó là đất nước này tham nhũng nhiều quá, quan liêu tham nhũng nhiều quá, tụi nó bè phái, tụi nó nâng cao chức vụ của nhau, tụi nó là để mà tổ chức ra một cái tổ hợp tham nhũng. Lúc nào tôi cũng nghe điều đó cả. Nhưng mà xin thưa với các bạn rằng người ta chỉ tham khi người ta thiếu. Đất nước chúng ta trải qua bao nhiêu thời gian nghèo khó rồi các bạn. Người ta tham lam bởi vì người ta thiếu thốn. Chúng ta cũng vậy. Các vị hãy xem các nhà sư Thích Thông Lai nè, các linh mục như Nguyễn Duy Tông nè, Đặng Hữu Nam nè, Nguyễn Ngọc Nam Phong nè, những giám mục như giám mục Nguyễn Thái Hợp nè, Hoàng Đức Quân nè, các bạn thấy không? Bản thân bản chất của chính họ là những người tu hành mà còn tham lam quyền lợi chính trị thế gian. Họ biểu tình chống cộng, họ biểu tình chống giành quyền lực quyền lợi của bản thân, mở miệng ra là cộng sản, mở miệng ra là trung cộng. Trong đầu của họ luôn luôn có cái quan điểm chống đối chính trị. Bạn có thể nói là nhà cầm quyền Trung Quốc, bạn
có thể nói rằng Trung Quốc bành trướng Bắc Kinh, bạn chửi vô mặt nó, thằng Trung Quốc xâm lược, thằng Trung Quốc bành trướng, bạn có quyền chửi điều đó mà. Nhưng mà tại sao lại dùng từ Trung Cộng? Khi bạn ghép cái từ cộng vô có nghĩa là bạn đang chửi về một thể chế chính trị. Mà khi bạn nói về cái từ Trung Cộng có nghĩa là bạn nói luôn thằng Việt Cộng là Việt Nam ta rồi. Có nghĩa là tất bạn chửi tất cả những người đang tham gia vào có cái tư tưởng cộng sản. Thế cho nên trong đầu của các cái hòa thượng nào mà hay chống cộng đấy, trong đầu các linh mục nào mà hay chống cộng đấy, họ là những người tu hành luôn muốn dẫn người ta lên thiên đàng, luôn muốn người ta đắc đạo thành Phật thành tiên, mà họ còn vướng bận bụi trần đi kiếm tìm quyền lợi chính trị cá nhân ở trên trần gian này, thì liệu các bạn có nghĩ rằng những người bình thường như các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo đất nước này, họ có thoát khỏi cái nạn tham nhũng khi mà họ đang đói kém, đang thiếu thốn, đang nghèo khó hay không? Cái chính là luật lệ và cơ chế của ta phải mạnh mẽ để quản lý cho tốt, để không còn những con người có cái lòng tham nữa, để nó không có cơ hội tham, là do ta phải quản lý cho tốt để nó không có cơ hội tham. Bước chân vô một công ty, một ông bảo vệ có thể hỏi các bạn: mày phải đưa tao 5, 10 ngàn, 100 ngàn ăn uống ly cà phê, tao cho mày vô cái một gặp giám đốc. Còn mày không đưa, mày không biết điều, tao khẳng định với mày rằng tao làm khó mày chừng nào mà mày đuối thôi, không bao giờ mày gặp được giám đốc. Thế cho nên là ở từng cái cấp bậc, ở từng cái vị trí vai trò xã hội của từng con người một, người ta cũng đã có cái biểu hiện tham nhũng, tham lam ở mức của mình. Chúng ta chỉ có thể nói rằng là chúng ta làm sao có cái cơ chế gắn cái camera lên nè, quay nè, nè đây, hoặc là gửi hộp thư góp ý lên nè, giám đốc giữ chìa khóa, hàng tuần giám đốc mở hộp thư ra xem có ai góp ý phê bình ông bảo vệ này không, mở camera lên kiểm tra lại coi ông giám đốc này có làm bậy không. Đó là tạo ra một cái cơ chế để quản lý ta không tham nữa. Cũng thế, tạo nên một cái luật lệ để chúng ta quản lý nhau, để chúng ta có những hành vi xã hội chuẩn mực hơn, tốt hơn, quản lý cán bộ tốt hơn. Do đó cho nên là các bạn nói là tham nhũng, tham nhũng. Người ta tham bởi vì là người ta thiếu, mà ai chê tiền. Do đó cho nên chúng ta hãy dòm lại xem chính bản thân chúng ta. Ô, các bạn nói cảnh sát giao thông nó tham quá, kêu lại cái là lấy mấy trăm ngàn. Các bạn có nghĩ rằng là chính các bạn sẽ kêu con các bạn đi học cái nghề cảnh sát giao thông đó không? Tôi xin thưa với các bạn rằng những người mà hay to mồm chữ cảnh sát giao thông đó sẽ kêu con đi học đúng cái nghề đó. Đúng không các bạn? Luôn luôn người ta luôn muốn kiếm tìm vật chất để tạo nên sự hạnh phúc của bản thân. Luôn luôn muốn kiếm tìm vật chất để chúng ta tạo nên cái hạnh phúc cho bản thân chúng ta. Do nên là các bạn này, các cái hoạt động chủ trương cũng như là cái hoạt động của chính phủ, của đảng trong mấy trong thời gian vừa qua về việc chống tham nhũng, cái lò của bác Tổng Bí Thư đã đốt cháy rất nhiều con sâu bọ. Chúng ta đau lòng đấy, chúng ta biết nó có thiệt hại đấy, nhưng chúng ta đã bắt được nó rồi. Và sắp tới đây chúng ta còn bắt được nhiều đứa hơn nữa. Và khi ta đã bắt hết rồi thì lúc này ta bắt đầu phát triển. Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia, là quốc nạn của mọi quốc gia. Cho nên là muốn lãnh đạo đất nước này nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam phải tiêu diệt cho được cái đám tham nhũng này, để được lòng của nhân dân, để mà còn tồn tại, để mà còn lãnh đạo đất nước này. Nên các bạn yên tâm đi. Ngày nào mà các bạn còn thấy cái câu khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, nghĩa rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn muốn giữ cái vai trò lãnh đạo đất nước này, để đưa đất nước này tiến lên thành rồng, thành tiên, thành siêu cường, thì các bạn yên tâm rằng là không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam tha cho mấy đứa tham nhũng đâu. Chỉ là do thời gian gần đây chúng ta đang phát triển, cơ chế chúng ta còn lỏng lẻo, nhiều người nhiều kẻ còn lợi dụng kẻ hở để mà trục lợi. Do đó cho nên bà con mới thấy được và bà con bức xúc. Đó, mà chính mà các bạn, bà con thấy đấy, hơn 700-800 tờ báo của nhà nước Việt Nam, nếu mà chịu bưng bít thông tin làm sao bà con biết được có cái đám tham nhũng kia. Vừa rồi rất nhiều cán bộ công an của ta, cấp cao, cấp thấp có đủ, ra tòa hết rồi. Có nghĩa rằng là vấn nạn tham nhũng chúng ta sẽ giải quyết được. Cái quan trọng là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính đảng chúng ta.
Bà con có thấy rằng là còn có cái đảng nào đủ uy tín để lãnh đạo đất nước ta không? Đừng có nói là cái đảng nào cũng cờ vàng ba sọc đỏ đi, tụi nó bên kia tụi nó còn tham nhũng với nhau. Trong một cái cơn bão gì đó ở Mỹ, cái đám cờ vàng ba sọc đỏ vận động với nhau được mấy chục ngàn đô la, thế là nó vận động và đi cứu cứu trợ lũ lụt, cuối cùng nó biến mất hết, nó bỏ túi riêng nó hết. Chính cái đám cờ vàng bên đó nó còn đi bóp cổ người dân, mỗi nhà đóng tiền để mà mua cờ để biểu tình. Mày không đóng tiền để tao mua cờ, tao đâm lủng bánh xe của mày. Mày không đóng tiền cho tao để duy trì tổ chức khủng bố Việt Tân của tao, tao sẽ khủng bố nhà mày. Bà con có tin tưởng rằng là một cái nơi mà lúc nào cái nhóm một cái đảng phái chính trị như là một cái đảng phái Việt Tân, khủng bố Việt Tân đó, nó khủng bố người ta, đòi giết người ta ba sạch thế này thế nọ, luôn luôn giữ được, giữ cái lằn ranh quốc cộng, thì bà con có hiểu được không? Có nghĩa rằng là nó, khi nó nói về ai cũng có tư tưởng được quyền tự do tư tưởng chính trị, ồ nói câu đó ra nhưng tại sao lại giữ lại lằn ranh quốc cộng? Khi nói người ta có quyền tự do tư tưởng thì tư tưởng cộng sản cũng chính là một hệ tư tưởng, tại sao không công nhận người ta? Các vị phải công nhận những người cộng sản này thì các vị mới làm chính trị được. Làm chính trị mà kỳ thị chính trị làm sao mà làm? Linh mục Nguyễn Duy Tân muốn lật đổ chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng lại đi theo một cái đảng phái khác. Ông lấy cờ vàng ba sọc ra làm cái bình phong. Thế thì ông ta cũng chỉ là một cái cực đoan mà thôi, cực đoan về chính trị. Những kẻ cực đoan chính trị làm sao làm chính trị được? Đấy, nói những điều đó để bà con thấy được rằng là kẻ thù của chúng ta nó có chứ không phải không, dù rằng bây giờ nó ít hơn nhưng nó thâm độc hơn, nó sâu cay hơn, bằng việc như khuyến khích bà con đi biểu tình nhưng nó lại làm cho tổ chức khủng bố chính bà con sống chết mặc bay. Tao đâm bay cái đã, đúng không? Rồi tao hô hào lên nói là cơ quan chức năng đâm tụi bay, lực lượng an ninh trật tự đâm tụi bay, để tao tấn công lực lượng an ninh trật tự. Bà con nhân dân lúc này lại thành con cờ trong tay người ta, và người ta thí bà con. Đấy, làm sao chúng ta tin tưởng được những cái người mà cứ mở miệng ra là đòi giết người này giết người nọ? Hãy dòm xem bà con có thấy không, các cái hội nhóm gọi là Đệ Tam Cộng Hòa nó lúc nào cũng nhan nhản ở trên mạng xã hội. Ở Đồng Tháp tôi có một bé tên là bé Nhi, bé Yến Nhi. Nói lên trang Facebook của bé Yến Nhi, nó dụ bé rằng bé ơi, bé lấy cờ tổ quốc, bé dậm lên chụp hình đăng lên mạng. Tôi cho bé là hai cái cạc điện thoại, mỗi cái 100 ngàn, nghĩa là được 200 ngàn. Thế là để làm tin, giờ tôi chuyển cho bé một cái cạc điện thoại 100 ngàn trước nhé. Ok, bé đồng ý, bé chụp hình đăng lên xong, bé gọi điện, đưa cái cạc còn lại cho tôi. Thấy không, tao không được, sau đó chặn luôn. Và cuối cùng sao? Mọi hậu quả bé Yến Nhi này phải chịu, dẫm lên cờ tổ quốc, xúc phạm cờ tổ quốc, bé phải chịu hình phạt của chính luật pháp. Tụi nó thì biến bay, nhưng mà hình ảnh đó nó lại được tung lên trên mạng rất nhiều và nói rằng dân Việt Nam đang đây, dân Việt Nam đang chống lại nhà nước, không còn tôn trọng bất kỳ nữa, muốn lật đổ chế độ đây. Nó tuyên truyền như thế đó bà con. Thế bà con thấy không? Nó lợi dụng chính bà con và nó bắt bà con sống chết mặc bay, đúng không bà con? Bà con sống chết mặc kệ, mục đích của nó đạt được nó mới là vấn đề. Chúng ta đang luôn nói xã hội chúng ta là đang đi lên xã hội chủ nghĩa, có nghĩa rằng là đất nước chúng ta vẫn đang xây dựng chế độ, chúng ta đang trong cái quá trình là quá độ lên chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy cho nên là trong quá trình này chúng ta còn thiếu cái gì, quá trình này chúng ta còn vướng bận cái gì, thì các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngồi lại với nhau mần mò ra nó, giải quyết cho xong hết những cái đó, đề ra phương hướng để xây dựng chế độ. Do đó cho nên chúng ta thấy được sự cầu thị của chính những người cộng sản. Họ cầu thị, họ không còn cố chấp, họ không còn có những cái hoạt động gọi là gì nhỉ, hồi xưa người ta gọi là cố chấp, mà có nghĩa là lúc nào cũng lý tưởng hóa đó. Lúc nào cũng như thế, nhưng mà gọi là giáo điều ấy.
Người ta lúc bây giờ người ta không còn giáo điều nữa. Bây giờ là người ta thấy cái gì sai lập tức sửa. Cái mục tiêu quan trọng là phát triển xã hội, phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để đạt được những điều đó thì xã hội này mới phát triển. Và tất cả các nước trên thế giới đều vậy thôi. Nước Mỹ nó hiện đại như thế cũng là nhờ vào nền công nghiệp phát triển. Và Việt Nam cũng đang cố gắng xây dựng nền công nghiệp phát triển. Cho nên bây giờ các bạn phải hiểu điều rằng là các bạn biểu tình, biểu thị, biểu đạt ý kiến của mình để xây dựng đất nước là điều tốt, là điều quý. Nhưng phải biết việc mình làm, phải biết cái điều của mình nói ra nó có cơ sở lý luận hay không. Tại sao tôi đi ra biểu tình? Biểu tình vì lý do gì? Mục đích gì? Chính xác chưa? Hay là tôi chỉ nghe người khác nói? Mình đi biểu hiện quan điểm chính trị mà toàn là nghe người khác nói là chết rồi. Cái quan điểm nó phải nằm ở đây, mình phải hiểu nó là cái gì. Đúng chưa? Những văn bản đảng nhà nước đúng chưa? Nói như thế để bà con hiểu được là chúng ta đang bị kẻ thù nó tấn công, nó lợi dụng chúng ta. Và việc bà con xuống đường là cái việc nằm trong cái chiêu trò thí tốt. Bà con chỉ là cái công cụ để nó kiếm tiền. Đúng không? Nhờ bà con đi biểu tình mà khối đứa đợt này được tiền. Đó. Bà con bây giờ bao nhiêu đồng? Trong hết những ngày này bà con kiếm được bao nhiêu tiền? Không, rồi sau khi quay ngược trở lại, các công ty nhà máy nó biến đâu hết rồi. Đi biểu tình ra rân rộ, đập cảnh sát luôn, đập công an luôn. Nói chung là chửi chính quyền không còn gì cả. Đánh công an, đánh cảnh sát. Rồi đứa nào ra cản trở tôi kêu là chó hết. Lên dư luận viên Nguyễn Trọng Nghĩa, mày phải chết. Bao nhiêu thứ quay trở lại, về tới nhà ngủ, sáng hôm sau thức dậy tất cả mọi công ty nhà máy đóng cửa hết. Bà con thất nghiệp, con cháu thất nghiệp. Nồi cơm bà con lúc này lại đi xin nhà nước ơi kiếm việc làm, kêu công ty nó lợi giùm tôi đi. Lúc này ai lo? Loạn lên rồi, nhà nước nào thời gian đi kêu công ty nữa. Ai còn tin tưởng vào sự bất trắc của bà con nữa. Muốn biểu tình nhảy ra biểu tình, chả biết biểu tình vì cái gì. Đúng không bà con? Bà con biểu tình biết mình biểu tình vì cái gì? Không ai biết. Đúng. Mình phải biết ý kiến của mình thì còn có ý kiến của người khác nữa. Có rất là nhiều người, người ta có quan điểm, có ý kiến, nó khác nhau đấy. Có thể là chúng ta chưa hài lòng với ý kiến đó, chúng ta có ý kiến khác. Đó. Nhưng mà nó vẫn phải phụ thuộc vào cái lợi ích chung nhất. Nghĩa là bây giờ ý kiến của mình rồi ý kiến người ta cũng có ý kiến. Nhưng tại sao sử dụng ý kiến người ta mà không sử dụng ý kiến của mình? Bởi vì cái ý kiến kia được tập thể, được số đông con người ủng hộ. Bởi vì nó phục vụ cho tập thể, cho số đông. Chứ không lẽ là theo ý kiến chúng ta theo số ít. Đúng không? Đó là vấn đề. Và thêm tôi trả lời cho vấn đề nữa này. Không, đó là nhiều người bảo rằng là tại sao Nguyễn Chí Tân ấy? Không, nếu chúng ta nói nó có tội có lỗi, tại sao đảng nhà nước chưa xử nó? Không, nếu mà đảng nhà nước chưa xử nó có nghĩa là nó không sai. Mà nó không sai có nghĩa là những cái người đi chống đối nó là sai. Thưa các bạn, cái việc lợi dụng đạo Công giáo, lợi dụng vào chính giáo hội Công giáo Việt Nam để hoạt động chính trị này, và lợi dụng hai cờ cộng sản vô thần để chống đối nhà nước, nó có từ bao nhiêu năm nay? Nó có từ mà cả trăm năm nay rồi. Kể từ năm 1937 khi mà Đức Giáo Hoàng ban hành sắc chỉ Divini Reportoris cho rằng cộng sản là ma quỷ. Nói với bà con như thế để bà con biết được rằng là cái việc chống lại nhà nước này, chống lại chế độ cộng sản chính là cái quan điểm xuyên suốt. Cho nên là lợi dụng tôn giáo để mà tấn công vào chính quyền là cái việc mà chúng ta luôn thấy. Và vì Đảng Cộng sản Việt Nam, vì nhà nước Việt Nam còn nể Vatican, còn nể Đức Giáo Hoàng chúng ta, cho nên là cái gì cái nhẹ nhàng. Và cũng sợ người ta nói rằng mình đi đàn áp tôn giáo. Thực tế nếu mà làm giống Trung Quốc được không? Được cái một, nhưng người ta không làm. Bởi người ta muốn chúng ta cho mọi người thấy được rằng cái sự ưu việt của Đảng Cộng sản Việt Nam chính là đoàn kết. Bất cứ điều gì ở đất nước này cũng chỉ giải quyết bằng hai chữ đoàn kết mà thôi.
anh chống đối tôi như thế nào thì tôi cũng cố gắng giải thích cho anh thấy cái lợi ích quốc gia dân tộc phải trên hết. Và vì vậy chúng ta cái gì chưa đồng thuận thì nói cho nó đồng thuận, cái gì chưa tốt nói cho nó tốt, làm sao để tất cả chúng ta từ lương giáo, từ đảng cộng sản đến giáo hội công giáo ngồi lại với nhau, cùng với nhau hướng về mục đích chung, đó là giáo dục cho con người tốt hơn. Giáo hội thì vừa giáo dục cho giáo dân biết kính Chúa yêu người, nhưng cũng giáo dục cho giáo dân biết trở thành công dân tốt, hỗ trợ cùng chính quyền làm điều đó tốt hay xấu, rất tốt. Cho nên chính quyền Việt Nam, nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo làm cái tiền đề để đảm bảo cho sự tồn tại của đất nước này, chứ không phải như cái chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đi kỳ thị và đàn áp Phật giáo đâu. Có không? Có phải là đàn áp Phật giáo không? Năm 63 ai hòa thượng nào tự thiêu? Cho nên chúng ta mới thấy được cái sự ưu việt của hai từ đoàn kết mà Đảng Cộng sản Việt Nam thừa kế được của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã giúp cho đất nước chúng ta phát triển, vượt qua mọi khó khăn. Nó cấm vận ta bao nhiêu năm, ta chết rồi, không, ta vẫn phát triển, đúng không? Bây giờ từ một nước không được thừa nhận, bây giờ ta nằm ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sắp tới đây ta còn được đề cử là thành là gì? Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ một nước mà người ta luôn xuyên tạc rằng không có nhân quyền, nhưng bây giờ chúng ta đang nằm trong Hội đồng Nhân quyền, mà thằng Mỹ là cái thằng đi chuyên đi nói người ta không có nhân quyền, lại không phải là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam ta giỏi không? Vô cùng tài giỏi. Nhờ công của ai vậy? Nhờ công của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ của ai? Đúng không? Cái văn hóa của người Việt chúng ta có giống như văn hóa cờ vàng không? Bưng bô, đội bô, đúng không? Cờ vàng lên đây nãy giờ rất nhiều, tôi giờ thấy ngôn ngữ, ngôn từ của cờ vàng. Phải công nhận rằng là cái văn hóa thấp kém như thế mà cũng đòi làm chính trị. Cái văn hóa thấp kém như thế mà cũng đòi làm chính trị. Một số bạn tôi nhìn ra đó là người Công giáo. Thì tôi nói, người Công giáo được giáo dục sao mà ăn nói mất văn hóa thế? Một số bạn đang ở đây là những người Công giáo đây. Tôi nhìn thấy tôi biết, tại tôi lên nick rồi. Đã thể hiện một người hết sức mất văn hóa. Cho nên chúng ta phải thấy được rằng là với cái tiền đề của những kẻ gọi là kẻ thù của dân tộc, của đất nước chúng ta, bởi vì nó luôn luôn muốn chống đối là dân tộc và đất nước chúng ta. Hàng hóa mà sản xuất cho đem qua Mỹ ta bán nó không cho. Nó nói đem hàng hóa Việt Nam qua đây bán có nghĩa là làm giàu cho cộng sản. Ồ, tôi là dân mà, tôi đâu phải đảng viên, tại sao cho tôi giàu? Ồ, mày giàu có nghĩa là mày đóng thuế cho thằng kia nhiều, mày đóng thuế cho cộng sản nhiều, cộng sản nó giàu. Đất nước cộng sản mà mạnh mẽ là có nghĩa là còn lâu tao mới lật đổ được. Cho nên để lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam, tao không cho thằng dân Việt Nam nào làm ăn hết. Tao cấm tụi bay nha, mấy đứa đang là ở hải ngoại với tao nha. Tao cấm tụi bay gửi tiền về Việt Nam nha. Bay gửi tiền về có nghĩa là bay gửi đô la về, bay gửi ngoại tệ về, Việt Nam nó mạnh. Bay không được du lịch Việt Nam nha, du lịch Việt Nam là nó sẽ có kiều hối. Những cái đẻ đó có phải là kẻ thù của nhân dân đâu. Cờ vàng ba sọc lúc này đang là kẻ thù nhân dân ta, đúng không? Nó chính là những cái đứa đưa ra những cái chủ trương đó đó. Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra nghị quyết 36 muốn đoàn kết trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho người ở bên hải ngoại, ở tất cả các nước, dù rằng trước đây có thù hận gì chăng nữa, thì bây giờ cũng bỏ qua tất cả những cái thù hận đó để quay về cùng với đất nước này để mà xây dựng đất nước. Thì bên kia đưa ra lằn ranh quốc cộng, đưa ra quỹ ban chống cộng sản vào tay sai. Vậy cuối cùng ai mới là người xây dựng đất nước? Cuối cùng ta thấy Đảng Cộng sản Việt Nam mới chính là cái người muốn xây dựng dân tộc này, muốn xây dựng đất nước này. Còn cái đám cờ vàng ba sọc chính là những đứa đang cố gắng phá hoại dân tộc này, phá hoại đất nước này, phá hoại sự đoàn kết của dân tộc ta. Đúng không các bạn? Nó chỉ là những cái đứa xôi thịt với nhau,
một cái cộng đồng cờ vàng ở hải ngoại, hơn 150 cái đảng phái, 3-4 cái cộng đồng, để làm gì? Để chửi rủa nhau chứ làm được gì bây giờ? Trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam nói gì? Bà con hãy đoàn kết lại để cùng nhau chúng ta xây dựng đất nước, thì bên kia ngồi bên kia chửi bới. Đó chính là cái điều tệ hại mà thêm 57 năm nữa là 100 năm các vị cũng chưa bằng người Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm kinh tế dở nhưng làm chính trị giỏi. Không ai có thể bác bỏ điều này. Và nếu như các vị còn có những tư tưởng chống đối đất nước như thế, chính các vị đang làm mất đi chính cộng đồng của mình ở bên đó. Bây giờ hãy dòm lại xem các cộng đồng cờ vàng hải ngoại còn bao nhiêu người ủng hộ các vị nữa. Bây giờ nè, Việt Kiều đầy Việt Nam. Việt Kiều bây giờ về Việt Nam đầy. Bạn bè Việt Kiều tôi nhóc, người ta về đây là người ta thăm, ăn cơm với nhau, tôi mời cơm. Trong đó cũng có ông nhà báo về đây tôi mời cơm. Mời xong rồi ông quan kia ông chửi tôi, ăn hạt cơm tôi chưa xong đã chửi. Đến mức độ đó có nghĩa là người xấu người tốt rất nhiều. Có những người, người ta luôn luôn là người ta chống đối đấy, nhưng người ta cũng đã về Việt Nam và thấy được Việt Nam ta phát triển như thế nào. Và người ta đã thấy phát triển nào rồi, năm nay về, năm sau ta về nữa. Bây giờ một năm về một lần ông đã, bây giờ một năm ta về 3 lần được không? Bây giờ một năm về 4-5 lần luôn rồi. Có tiền là mua vé máy bay ta về chứ. Cái điều nữa là các vị đang nói, luôn luôn nói về nợ công. Tôi muốn hỏi các vị nha, có đất nước nào không có nợ công? Xin thưa các vị, ở Mỹ bây giờ một có 350 triệu dân. Mỗi một trẻ em sinh ra vừa mới bước ra đời thôi là nợ 70.000 đô la. Nhưng mà có bao giờ nước Mỹ người ta chê trách vấn đề nợ công? Bởi vì người ta biết một điều rằng cái nợ công đó để làm cái gì. Ở Việt Nam cũng thế. Nợ công ở Việt Nam có bao giờ chính phủ kêu người dân trả không? Ở Việt Nam đó ưu việt hơn cái các vị ở bên kia, đó là gì? Tài sản quốc gia đều là nằm ở trong tay của nhà nước. Cho nên mới có cái tập đoàn nhà nước, tập đoàn kinh tế nhà nước nhóc đấy, VNPT nè, Viettel nè, dầu khí nè, điện lực nè. Mấy cái đó thôi, nó làm ăn, nó có lời, nó đóng thuế xong, tài sản đó vẫn là tài sản quốc gia. Mọi lợi nhuận, mọi cái thứ mà nó có được cũng là tài sản quốc gia. Và dời vào những cái đó mà nó đỡ gánh tiền thuế cho nhân dân rất nhiều. Một lít xăng ở Campuchia gần 40.000, ở Việt Nam chỉ có 21.000. Nhà nước gần như là bao cấp cho người ta về nhiên liệu rồi. Các vị vẫn ra rả rằng các vị nó ở Mỹ nó rẻ hơn. Rẻ hơn không? So sánh gì? Xăng ở Mỹ rẻ hơn Việt Nam không? Đấy các vị thấy đó. Vấn đề của các vị đó chính là các vị so sánh một cách rất khập khiễng. Các vị ngày trước lấy cái bộ bàn ghế Trung Quốc của bác Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các vị đi so với Nhà Trắng. Sao các vị không lấy cái bộ bàn ghế đó các vị so với nhà của ông Obama? Các vị đi so Việt Nam với Singapore, trong khi Singapore nó có 3 triệu dân mà gần như nó không phát triển gì được nữa, và nó chỉ phát triển được dịch vụ kinh tế mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh nó còn không bằng. Các vị thấy không? Singapore còn phát triển nổi không? Nó có 3 triệu dân, quản lý 3 triệu dân với quản lý 94 triệu dân này dễ hay khó? Singapore lại là một thằng không hề có chiến tranh mà được hưởng lợi từ chiến tranh. Singapore có bị ai cấm vận không? Không bị ai cấm vận, nhưng Việt Nam bị cấm vận mấy chục năm. Đi so sánh thì phải so sánh cho nó đúng, đúng không? Vấn đề các vị thấy, tài sản của quốc gia bây giờ là nằm trong tay của nhà nước, chứ không phải như ở các nước tư bản các vị là gì? Bán tống bán tháo cho tư nhân. Đến khi tư nhân nó nói thôi tao làm ăn lỗ tao không thuế nữa. Được không? Được. Các vị về Việt Nam nè, muốn cất biệt thự là cất biệt thự, ngon lành không? Còn ở Mỹ các vị mua cái nhà xong mỗi năm đều phải đóng thuế nè. Còn
Còn đây tôi mua cái nhà xong tôi bỏ tôi đi 10 năm 20 năm quay về cái nhà đó vẫn là của tôi mà không đóng đồng bạc thuế nào. Hôm rồi tôi hỏi một vị ở bên Mỹ có 5 căn nhà. Ông ấy về hưu, ông ấy nói tao mà về hưu tao bán hết, không còn nhớ tao ở nhà trọ. Bởi vì sao? Nếu mà tao về hưu tao không còn lãnh lương nữa mà bây giờ 5 cái nhà này nè mà tao còn giữ đấy là mỗi năm tao phải đóng thuế cho nó. Đóng thuế riết thì tao không đóng nổi, nó kéo nhà tôi. Nhỏ Việt Nam thì về đây tao chỉ mua cái nhà tao đi năm này qua năm nọ không đóng bạc thuế nào hết. Không, đi mấy chục năm về cái nhà đó vẫn là nhà của Nguyễn Văn A này. Ở đâu tốt hơn? Ở bên đây, ở Việt Nam này, đất nước này, người dân người ta đều biết được cái gì lớn, cái gì nhỏ. Người ta sống tốt đấy. Mỗi một người hiện tại đều có cuộc sống rất tốt. Không, chỉ là bây giờ trong một cái lúc nào đó người ta chưa nhìn nhận ra được cái sai lầm của người ta. Không, mai bị vận động, bị kêu đi biểu tình, nó không biết gì cả, nghe đồn đất nước mà sắp bị bán rồi, chết mẹ rồi, làm sao giờ đi biểu tình thôi chứ sao giờ. Nghe đồn mà chính các vị hải ngoại, các vị đồn vậy đúng hay sai, các vị còn chưa hiểu rõ vấn đề ở Việt Nam là cái gì, đặc khu kinh tế là gì, luật an ninh mạng là gì, các vị còn chưa biết mà các vị đi rao riêu vận động về người trong nước để biểu tình, vậy tốt không? Các vị làm vậy là đúng không? Đấy, cho nên là các vị làm như thế chính là các vị đang chính hại bản thân các vị. Bởi sao cái này? Người dân sẽ nhìn ra bộ mặt thật của các vị và các vị sẽ càng khó khăn hơn khi vận động người dân làm bất cứ cuộc biểu tình nào nữa, cho dù có đúng cũng vậy. Lợi dụng người ta xuyên tạc bịa đặt về tình hình trong nước được một hai lần thì thôi, không có cái chuyện mà người ta bị gạt bị lừa thêm một lần nào nữa đâu. Các vị đang tự đào mồ chôn mình, cho nên mới có việc là 43 năm nay các vị thành lập hết bang này bang nọ, chính phủ này quốc gia kia lâm thời rồi lưu vong, các vị thành lập đủ thứ hầm bà lằng, lập ra ủy ban chống cộng tay sai từ Kỳ Nhông đến Kỳ Đà, từ Kỳ Đà tới cắt ké đủ thứ trò bài hết, cái việc chống cộng bằng nhạc rồi tới chống cộng bằng cờ, chống cộng bằng tùm lum tà lá, nhưng cuối cùng 43 năm nay cộng sản không rụng cộng lông nào hết. Sau tất cả sự hỗn độn này người dân sẽ đoàn kết hơn. Hãy giờ người dân thành phố Hồ Chí Minh chặn bắt cái thằng phản động trong ngày 11, 12 vừa rồi, để thấy rằng người dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhìn ra vấn đề. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhìn ra vấn đề và biết kẻ thù ở đâu như thế nào, nên họ tổ chức bắt cái đứa kích động biểu tình. Và xin thưa rằng là sắp tới đây, ở nơi nào đang kích động biểu tình, nhân dân mới chính là cái kẻ dập lại những kẻ đó. Kinh nghiệm trong ngày 11, ngày 10, 11, 12 tháng 6 vừa rồi đã làm cho các địa phương người ta rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ trong tất cả các khu phố, tất cả các ngóc ngách, bà con nhân dân người ta đã vận động lẫn nhau, giải thích cho nhau hiểu vấn đề. Ai chưa hiểu cái gì muốn đi biểu tình ngày mai cũng sẽ được người ta giải thích rồi. Chỉ còn những người nào đã chưa tiếp cận được thông tin, người ta ở vùng sâu, vùng xa thế này thế nọ, người ta chưa hiểu được vấn đề, thì lúc đó người ta mới có cái hoạt động biểu tình. Nhưng mà xin thưa rằng khi người ta hiểu được thì cái mưu đầu, cái mưu kế thâm sâu của các vị nó sẽ biến mất đi. Và như thế các vị không còn cái cơ hội nào để mà tiếp cận với người dân Việt Nam nữa đâu. Đấy. Người dân Việt Nam chúng tôi muốn yêu hòa bình, chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi ngồi đây chúng tôi vẫn biết thằng Trung Quốc, chúng tôi vẫn kỳ thị thằng Trung Quốc đây, nhưng chúng tôi vẫn trên tinh thần đoàn kết. Vẫn muốn làm ăn với nó để kiếm được đồng tiền. Bây giờ ngồi tôi đâu có bưng cái Việt Nam ra khỏi đi xa nó được. Đất nước Việt Nam đã đang ngồi ở kế bên đó đây. Không, bây giờ làm sao mà các vị nói ghét Trung Quốc quá, bây giờ bưng cái Việt Nam này đi chỗ khác được không? Vì như ta không bưng nó đi được chỗ khác thì phải làm ăn với nó, phải sống với nó. Để làm gì? Để chúng ta làm giàu cho đất nước của mình. Bởi chúng ta như thế thì chúng ta mới làm cho đất nước ta phát triển. Và chỉ khi đất nước ta phát triển, đất nước ta ổn định,
thì có thằng nào làm được gì chúng ta? Đất nước ta mà ổn định phát triển từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, chúng ta bước lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc nói một tiếng Liên Hiệp Quốc ủng hộ ngay, Trung Quốc ơi mày trả đảo cho Việt Nam đi. Chúng ta đấu tranh là phải biết ngoại giao, chúng ta phải biết đấu tranh chính trị, chứ đâu phải đem tên lửa đem tàu ra mà kè người ta, kè lợi không? Chúng ta là nói thẳng ra là quân đội Việt Nam mạnh nhất cái Đông Nam Á này. Nói thẳng ra là quân đội Việt Nam ta đứa nào chém gió. Nói thẳng là quân đội Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á, đứa nào chém gậy. Nhưng mà xin thưa rằng chúng ta không đủ điều kiện để chúng ta trực diện mà trực chiến với Trung Quốc đâu. Trung Quốc nó đứng hàng thứ hai về quân sự thế giới mà. Đó. Chúng ta đứng hàng thứ mấy vậy? Mà cái đám già đầu, các cái trẻ trâu manh động, không? Và mấy cái ông lão thành Cali Phọt á, làm cái gì mà kích động người dân trong nước đánh Trung Quốc? Đánh thua rồi sao? Đánh người ta phải biết cách đánh, phải biết địch biết ta, phải biết thi chốt giữ xe, lúc nào cần phải nhịn, lúc nào phải bày ra thế cờ như thế nào. Chứ nhào ra mà đánh, cho nên mới cái tụt quần chạy 43 năm nay. Các vị thua trận là bởi vì các vị là quá tự tin vào quả lực của các vị. Không. Tự tin rằng là bu luôn luôn sau lưng các vị, đến khi bu bỏ các vị là các vị chết. Đúng không các vị? Các vị tự tin rằng là không cần phải làm gì cả, nhưng mỗi năm hàng trăm triệu đô la nó của Mỹ rót vô, cho nên các vị đâu cần phải lo đâu. Luôn luôn nói miền Nam là Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, miền Nam ai cũng giàu có cả. Nhưng mà cuối cùng sau khi các vị đi thì để lại đĩ điếm, để lại hút chích xì ke ma túy để phục vụ cho hàng trăm ngàn lính Mỹ, dĩ nhiên là chắc chắn là người dân Việt Nam ta phải phục vụ cho nó như thế nào, từ việc giải quyết nhu cầu sinh lý của nó là như thế nào. Các vị muốn lên chức cũng phải hiến vợ con cho nó tới nhà các vị chơi, nó vợ mày đẹp quá, các vị cũng dâng. Đời lính các vị là vậy, rớt tú tài anh đi chung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ sanh con, khi nào yên việc nước non anh về anh có Mỹ con anh bầu. Cái đời của các vị nó như thế, cái đời các vị nó như thế đó. Quân lực hạng tư thế giới nhưng mà lại đứng hạng nhất thế giới về tốc độ bỏ chạy. Lúc mà Mỹ nó đang di dân, nó đang di tản người của nó, các vị đã chạy trước người ta, các vị làm cho thằng Mỹ nó ngỡ ngàng luôn. Nói thẳng, các vị rất tài giỏi. Tài giỏi các vị. Khi mà nó đang di tản dân của nó, các vị đã chạy trước rồi. Từ tổng thống chạy rồi, tổng thống nó sĩ quan chạy hết rồi. Vấn đề của các vị chính là các vị không có được lý tưởng để mà xây dựng xã hội, xây dựng đất nước. Ngày này các vị còn ngồi ở bên đó chửi bới những từ tục tĩu nhất, mất văn hóa nhất, mà vẫn nghĩ rằng mình có đủ trình độ để làm chính trị. Nói thế các vị có phải là ngáo đá không? Hả? Tự sướng à? Vấn đề của các vị nó lớn lắm. Đó là các vị đã chuẩn bị chống cộng và chống gậy vô quan tài. Mà giờ này cộng sản không rụng được cộng lông nè. Bởi vì sao? Bởi vì người cộng sản tồn tại ở đất nước Việt Nam này là bởi vì được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam. Được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam cho nên người cộng sản mới tồn tại được tới giờ này. Và người cộng sản tồn tại được là nhờ vào sự đoàn kết mà người cộng sản đã tạo ra cho tập thể dân tộc này. Chứ không phải là vì những cái lời lẽ đi kêu gọi biểu tình mà toàn là cái dạng đi biểu tình mà gọi xuyên tạc bịa đặt. Ông về các vị nói, ngày mai các vị nói đi, tụi bay đi biểu tình đi, tao sẽ đâm tụi bay để cho rồi cho tao hô hào lên, tao nói rằng là cộng sản đâm tụi bay, thế là tụi tao sẽ đập lại đám cộng sản.
có kế hoạch nào vậy không? Rõ ràng rằng kế hoạch của các vị nó rõ ràng đây hết. Kế hoạch các vị nó rõ ràng ra hết rồi. Các vị trao đổi với nhau, ngày mai chúng ta sẽ lòn vô trong cái đám biểu tình, còn lòn vô cho sau đó là chúng ta phải kích động, chúng ta phải làm sao tấn công một ai đó, sau đó chúng ta la làng lên là an ninh. Đấy, trang Việt Tân các vị của tôi có đủ bằng chứng đây. Lát tôi đăng cho các vị xem. Việt Tân các bạn bàn bạc với nhau không? Rất may có người chụp lại được kịp. Đấy. Thế cho nên tôi muốn trao đổi với các vị là để các vị thấy được và thấy bà con nhân dân cũng thấy được cái sự mà thù hằn đến mức độ điên cuồng của một cái số đối tượng đang chống cộng. Chống cộng thôi chứ nó chả làm chính trị gì đâu. Nó vì thù quán cá nhân nó chống cộng thôi chứ nó cũng chả biết cộng sản là gì, có bao giờ đọc cuốn sách nào cộng sản đâu. Không, cho nên là đây là cái sự ích kỷ cá nhân của nó. Không, để mà nó tận dụng những điều kiện đó, tận dụng điều kiện đó để chống đối lại, trả thù là chính, chứ nó không phải là vì đất nước này, vì quê hương này đâu. Hãy dòm xem thời gian qua tụi nó hô hào điều gì, tại sao đi phản đối một cái dự luật mà lại là đã đảo đảng cộng sản. Tao đi phản đối, tao góp ý cho một dự luật, tại sao nó đã đảo đảng cộng sản, đúng không? Tao góp ý xây dựng một cái luật lệ để xã hội này nó được trật tự hơn, thì tao thấy cái điều nào chưa đúng tao góp ý, tao xây dựng nó. Góp ý ở đây là góp ý qua đại biểu quốc hội của mình, qua đại biểu nhân dân của mình, là mình là cử tri, chứ ai góp ý bằng việc ra ngoài đường hô hào. Ra đường hô hào chỉ là cái để người ta giờ thấy, để người ta ghi nhận. Và thời gian vừa qua chính bà con nhân dân đã thấy cái sự lắng nghe của chính phủ như thế nào. Khi bà con nhân dân vừa có ý kiến thì ngay lập tức chính phủ nói dời cái vụ lực kinh, đặc khu kinh tế lại cho kỳ họp sau. Mà không thông qua, nó có thông qua đâu mà các vị đi biểu tình. Bây giờ biểu tình gì, lý do gì? Người ta đâu có thông qua cái dự luật về đặc khu kinh tế đâu. Ta dời lại rồi. Và người ta sắp tới đây người ta đưa ra bà con đang phản đối cái gì, người ta sẽ đưa ra những cái đó không, để bà con góp ý vô nữa. Rồi sau đó người ta mới quyết định. Cái gì bà con chưa hiểu, thời gian này là thời gian để mà người ta nói cho bà con hiểu. Đấy, nói thế để bà con thấy được rằng là nhà nước chúng ta, chính phủ ta, quốc hội ta là những nơi, những người đã lắng nghe chúng ta một cách tích cực nhất, chứ không phải như cái đám mà hải ngoại trong thời gian vừa qua nó rót tiền về, nó lợi dụng và nó làm tổn hại bà con đâu. Một số bà con cũng vì tiền tham gia biểu tình này nọ, cũng vì tiền. Tuy nhiên tôi phê phán và phê bình những cái việc đó, yêu nước và vì tiền đi biểu tình là rất khác nhau. Và tôi sẵn sàng, tôi yêu cầu cơ quan chức năng, những cái người đang bảo vệ luật pháp, bảo vệ nhân dân đấy, phải điều tra cho ra những cái kẻ nào nhận tiền của hải ngoại, nhận tiền của các tổ chức phản động để làm suy thoái đất nước, để là phá hoại đất nước. Tôi hy vọng là các cái cơ quan chức năng xử lý, tìm ra và xử lý. Trong thời gian này chúng ta đã tìm ra được mớ rồi. Ngày hôm qua thông tin với các bạn là Trương Hữu Lộc cũng đã bị bắt, để các bạn thấy được đó là những cái đối tượng đang có những hoạt động chống phá đảng nhà nước cũng đang được gom vô trong kho để mà lưu trữ. Thế nói như thế để bà con có thể hiểu được rằng là trong các cuộc biểu tình mà nó đang vận động bà con tham gia trong ngày nay mai cũng như ngày mốt đấy, thì có thể đây là một cái hoạt động gây ra tổn hại cho bà con, và chúng ta nên cố gắng tránh xa các cuộc biểu tình để tránh cái sự tổn hại cho chính chúng ta. Và chúng ta cũng khuyên rằng là con em của chúng ta, những người chưa có nhận thức về chính trị thì cũng nên không nên tham gia vào những cái việc mà mình không biết. Ví dụ như những đứa trẻ đang học lớp 4, lớp 5 đấy, chúng ta nói với các cha, các linh mục rằng là con cháu nó còn nhỏ lắm, nó không biết gì đâu, các cha đừng lợi dụng nó để mà làm chính trị, các cha đừng lợi dụng nó để mà phục vụ cái lợi ích chính trị của riêng các cha. Nói như thế để cho các linh mục họ sáng mắt ra là người dân chúng ta là những con người phát triển văn minh, chứ không phải là những người luôn luôn bị thao túng. Đây, mấy điều trưa nay làm phiền các bạn. Chúc các bạn có buổi trưa nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi livestream sau.